Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. À, hôm nay lên sóng cho bác em Họa Mi bộ to như khiếu luôn các bác nhá. Bộ em này chắc phải trên 70 các bạn. Đấy, cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác thấy không? Bóng bộ rất là đẹp nhá, hot tốt chim thuần rồi. Em này sách lồng vẫn hot các bác nhá. Đầu mặt thì miễn chê luôn các bạn. Quay đầu mặt cho các bác xem này. Khá là tối rồi các bạn ạ. Chim nó rất là lười hót các bác nhá. Tối lắm các bạn. Chim rất là thuần các bạn. Em đặt tay vào lồng này. Đây, lắc cho các bác xem này. Đây, vẫn hót các bác nhá. Em này là hàng đỉnh cao luôn các bác nhá. Anh em nào bố kết em này thì alo cho em nhá. Em giữ lại cái lồng đỡ nhảy. Cho các bác xem cho nó dễ. Em này nhá, treo ra buổi sáng hot cả buổi sáng luôn các bạn. Bộ to như khiếu luôn. Em này mắt xanh đậm các bác nhá. Em đang quay thì có điện thoại các bác nhá. Đấy, quay tiếp này. Đấy, em này thì bộ rất là to các bác nhá. Mắt xanh đặc luôn. Đấy, hót một tí là đói rồi. Chim rất là kém luôn. Bởi vì là người ta chăm rất là kém các bác nhá. Mắt em này là mắt xanh lét luôn các bác nhá. Các bác nhìn mắt này. Em này ở trên chợ các bác nhá. Em này trên chợ đấu rất là tốt các bác nhá. Đấu cực kỳ tốt luôn đấy. Mặt rất là dữ luôn các bạn này. Em Họa Mi chơi quá là ok luôn các bạn. Em này thuần sách lồng vẫn hot các bác nhá. Đang hot đấu với cái điện thoại kìa các bác ạ. Trời rất là tối các bạn. Các bác nhìn trong nhà anh em này tối om này.
Các bác ơi, chắc video cũng khá là dài rồi. Em cũng xin phép là dừng video tại đây nhá. Bác nào bộ kết em đẳng cấp này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Em xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những video clip sau nhá. Chúc các bác xem video vui vẻ nhá. Xin chào tất cả các bác nhá.